Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Sugoi Fukudan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Alo, má hả? Con Trúc Anh Đài nè. Má đang cho heo ăn hả? Má ơi, xuân này con không về nha. Dạ. Má đừng có lo, trời đất ơi. 2 năm rồi con ở nội trú, ở chung với bao nhiêu đàn ông mà không ai biết là con là con gái hết trơn á. Dạ, biết nhà trường đuổi con sao? Dạ. Dạ đúng rồi, ảnh là Lương Sơn Bá. Ảnh là anh em kết nghĩa với con thân lắm. Nhưng mà con nói má nghe nha, ảnh ngu lắm, ảnh cũng không biết con là gái giả trai. Nhiều khi con đi tắm chung với ảnh, ảnh cũng không biết nữa. Mà công nhận má nuôi con hay thiệt. Mỗi lần mà con rửa chân con dòm xuống cỏ không à. Má đừng có lo nha. Dạ. Cái gì? Lấy chồng hả? Thôi, con còn chút xíu à, con không chịu đâu. Lấy ai? Thằng nào? Nó làm nghề gì? Nghề đĩa ốc hả? Không được đâu, nghề đó không chắc ăn. Giá nhà giờ sắp xuống rồi má ơi. Thôi chuyện đó từ từ tính nha má. Dạ. Má ơi, má nhớ gửi thuốc cho con nha. Không phải thuốc nhức đầu. Cái đó con có rồi. Thuốc ngừa thai á. Chết yên kê gì mà. Thôi má ơi, nói chuyện nhiều tốn tiền quá nha. Thôi con cúp à. Nhớ con thì email cho con nghe không? Dạ. Happy New Year Mom. Tiểu Thơ ơi. Tiểu Thơ. Chuyện gì? Dạ thưa Tiểu Thơ, có Lương Công Tử tới thăm kìa. Đại biểu. Dạ. Con tiện tì. Tao với mày giả tay đã 2 năm rồi hả? Mà mày cứ quen miệng của tao bằng Tiểu Thơ không à. Người ta biết được á, người ta biết tao là gái thì sao, hả con tiện tì. Áo. Trời, Tiểu Thơ nói người ta mà Tiểu Thơ không coi mình kìa. Trời, 2 năm trời á mà cứ kêu con tiện tì hoài ha. Ủa? Thấy không, Tiểu Thơ nhớ nha. Tiện tì là con gái, Tiểu Đồng là con trai. Cứ tiện tì này tiện tì nọ hoài à. Tao quên. Không, cả đám trai trong trường đó mà biết con gái ha, nó xúm lại, trời ơi nó đè con, sao con chịu nổi. Tiểu Thơ, ói hả? Ôi, còn gì nữa. Con nói mà con cũng kềm dữ lắm, không con cũng ói rồi. Ai mà thèm dê mày. Tao sợ tụi nó, là sợ tụi nó dê tao thôi. Gì mày? Mày làm gì đó? Cú nãy là con kềm được. Cú này là con kềm hết được rồi Tiểu Thơ. Cái gì kềm trời được? Trời ơi, Tiểu Thơ nhà em á, có tự tin mà có bằng cấp license luôn vậy đó. Khổ bá ghê. Nhiều chuyện mày. Ra mời Lương Công Tử vô. Dạ xin mời Lương Công Tử vào. Chúc đệ, chúc đệ. Lương Huynh. Lương Huynh ơi, nhà mới hút bụi. Lương Huynh làm ơn chùi chân giùm em cái. Ăn ở sạch sẽ quá, hèn gì như con voi. Chùi ra ôi. Dạ. Sáng sớm mùng 1 Tết sao Lương Huynh thích gì vậy? Để con lượm cho. Dạ, gặp em cảm động quá phải không? Nè, Lương Huynh tới nhà em sáng sớm mùng 1 sớm có chuyện gì không? Biết sao không? Tao đang buồn quá. Dạ. Sáng mùng 1 mấy đứa nó về quê hết rồi. Dạ. Bây giờ chỉ có mình tao với mày ở đây thôi. Dạ. Tao mới nghe đồn China nó mới mở một cái chỗ massage ngon lắm. Lương Công Tử. Tao là gái Thái Lan với Thái Lan không. Tao với mày đi massage chơi vậy. Lương Công Tử. Lương Công Tử. Chuyện gì? Sáng mùng 1 sao Công Tử không đi gì cho em? Công Tử kẹo quá à. Tới đây biểu. Mày kêu một cái thằng Tiểu Đồng nào mà kinh khủng như vậy. Tướng thì như con chí mén vậy đó. Nói chuyện ổng à, ổng mèo thấy bắt gốm. Hai đứa bay á. Bây giờ tao thấy hai đứa bay có cái gì lạ lạ rồi. Được rồi, từ từ đi. Hàm hố cái gì mà lì xì. Đang buồn gần chết đây nè. Ông già không có gửi tiền lên. Lương Huynh. Chuyện gì? Sao Lương Huynh kêu em bằng mày? Trời ơi, em kêu đại ca là Huynh thì Huynh phải kêu em bằng đệ. Kêu bằng mày á không có xe. Tiểu Thơ, mình đang đàn ông đó,
cứng lên, gồng lên. Không, nhạo quá bể hết bây giờ. Ồ vậy hả? Tao quên. Lương quên. Kêu bằng mày nghe không có phê. Giọng con này lúc trầm lúc bổng ha. Nói nghe nè. Dạ. Tao nói cho mày nghe, tao với mày là học trò học cùng chung trường. Anh lớn, anh làm anh. Em nhỏ, em làm em. Bây giờ tao với mày kêu mày tao cho rồi. Làm như hát hồ quảng kêu huynh đệ mệt quá đây. Em không chịu đâu, trời ơi. Huynh là gentleman, xuất thân từ một gia đình cao sang ở chợ Cầu Muối mà nói kỳ cục vậy. Em không chịu đâu. Mày nhắc tới gia đình danh giá của tao, mày còn nhắc địa điểm ở làm chi vậy? Thứ gì đâu ngu thế ớn không? Tao nói cho mày nghe, mày nhìn lại mày với tao đi. Tao thấy tướng mày còn gentleman hơn tao đó. Tao nhiều khi tao nói mày không biết là sĩ tử hay là... Lúc này mày phát tướng quá. Nhà mua dưa leo làm gì mua dữ vậy? Dạ, mua dưa leo đắp mặt, đắp cho nó da nó đẹp á. Hay lắm nha Lương Quỳnh. Hai ngày đầu em đắp á hả, bao nhiêu mụn cám nó lặn sạch hết trơn á. Đó, tốt. Bốn ngày sau á, nó nổi nguyên một về mụn bọc rồi. Quỳnh đắp không? Em cắt em đắp cho Quỳnh. Cảm ơn mày, con người mày mát mẻ. Người mày mát mẻ mà còn nổi mụn bọc. Tao mà đắp cái đó vô chắc nổi một nhọt luôn à. Thôi dẹp đi, đừng có dụ tao. Nhưng mà tao thấy vậy nè, cái mặt của mày đắp trái dưa leo này vô bao nhiêu cho đủ? Cầu 4kg dưa leo không đắp đủ cái mặt mày. Thôi thì có cái dưa này dễ đắp hơn, không cần phải sắc lát. Dưa gì Quỳnh? Dưa hấu. Mày mua nguyên trái dưa hấu xong mày sắn đôi ra, xong mày khoét cái lỗ mày ốp lên mặt mày, mày ngủ. Thấy cái đó chắc ăn hơn. Ê mà Lương công tử. Chuyện gì? Con nghĩ dưa hấu cũng không đắp nổi cái mặt của công tử nhà con đâu nha. Con nhìn mặt công tử nhà con á, con nghĩ có một loại dưa đắp mà vừa rẻ tiền á, mà nó vừa hạp lắm á. Dưa gì? Dưa da. Sao lại đắp dưa da? Trời ơi, mỗi lần nhìn mặt công tử con là con tưởng ngay tới cái tô thịt thịt heo kho tàu à. Không, mà kèm với cái hũ dưa da là trời ơi, số 1 nha, thố thiệt á. Thố công tử. Nhiều chuyện mày. Thằng này gút ai đi ra nè. Nó hổn nhiều chuyện gì? Đi vô lấy nước mời công tử uống. Công tử. Chị gì? Uống trà đinh hay trà sen? Tới đây biểu. Mày là con ở hay là mày là chủ nhà? Nghĩ sao mày mời nước trà tao mày ở uống trà đinh hay trà sen? Mày muốn tám đinh trong mặt tao hả? Công... Tao nói cho nghe, bộ mày muốn giết người hay sao? Đâu dám giết công tử. Mày thấy tao mới thức hai đêm chờ tiền của nhà gửi lên thôi, hai con mắt tao nó như hai con ốc muốn lòi ra rồi. Mày nghĩ sao mày cho uống nước trà cả đêm tao thức cho tao chết hả? Công tử lộn rồi đó. Trời ơi, con uống nước trà từ nhỏ tới lớn ha. Nhớ hồi nhỏ con có là 1m8, lượng da dẻ hồng hào, trắng trẻo mịn màng ha, đẹp ghê vậy đó. Mà con uống trà thét, trời nó quéo lại còn con thứ mốt vậy đó. Vậy bây giờ mày xúi cho tao quéo bằng mày hả? Vậy mới xứng chứ. Thôi dẹp đi, cho coca hay bò hút gì cũng được. Vậy công tử có bệnh gì không? Tiểu đường hay cao máu gì không? Lấy cái nào ít ít đường thôi, tao đang bị tiểu đường đó. Tiểu đường hả? Xin nước cũng căng hả mày? Tao bỏ thêm đường cho chết mẹ mày luôn. Nói gì đó? Dạ. Đi vô. Dạ xin chào công tử, em đi. Thì gom. Hai thằng, không thằng nào giống thằng nào. Lương Quỳnh. Chuyện gì? Qua thăm em có... Nói nghe nè. Không có thầy ở trong trường. Tao qua thăm mày, tao đem cho mày món quà đầu năm. Ha. Mày ơi, sẽ hết hồn liền. Cái dây chuyền hả Lương Quỳnh? Dây chuyền mà đựng cái này tiền đâu mua. Gì vậy? Dây chuyền mà đựng nhỏ nhỏ thôi, đựng to quá mà đựng dây chuyền. Hồi hộp quá. Để tao mở ra cho. Dạ, sao tao dán kỹ quá? Ai biết cái tiệm nó dán kỹ quá. Dạ. Thằng 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 thằng. Trời ơi, ai vậy? Con tài tử Jennifer. Jennifer gì? Jennifer gì không biết. Aniston hả? Aniston, đúng rồi, Jennifer Aniston. Con này hiện giờ đang đóng phim Hàn Quốc nổi tiếng lắm. Trời ơi, Quỳnh dành gì điện ảnh vậy hả? Rất là đành điện ảnh. Jennifer Aniston mà đóng phim Hàn Quốc. Nhưng mà em thích Jennifer. Em thích con Tom Cruise à. Thì gom. Đàn ông mà đi thích Tom Cruise.
Thôi dẹp đi. Cái này tao đem về tao treo đầu giường cho mày cũng phí của. Thứ đàn ông gì mà nũng na nũng nịu thấy muốn ói luôn hà. Thôi huynh dẹp mấy cái bức hình này đi. Chuyện gì? Lương huynh, còn có 3 tháng nữa thôi là mình phải chia tay rồi. Cái đó biết rồi. Em sắp sửa về quê để lo cái business cho ba má em á. Business làm cái gì? Dạ nuôi heo. Chết. Hèn gì, ba mẹ lựa đúng nghề quá. Nuôi con cũng ngang ngửa như heo. Dặn đệ một cái điều này, sau này á cho heo ăn á nhớ mặc áo màu màu xanh đỏ vàng, đặc biệt không được bận màu trắng đen hay màu hồng. Sao vậy huynh? Hiểu không? Bởi vì bước vô chuồng không biết con nào là con heo. Lương huynh, chọc em hoài à? Đâu có chọc đệ làm cái gì? Đó là nghề gia truyền của dòng họ Chúc nhà em mà. Thì bởi vậy chính vì nghề gia truyền nên mới sợ. Nhiều khi ta nói mày nghe, sống á là người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Nhiều khi bà già mày hăng nuôi heo quá, lúc cần heo đi bán lỡ cân lộn đứa con thì sao? Suy nghĩ cho kỹ đây, đúng không? Huynh, nói chuyện gì đâu cũng mà. Em nói huynh nghe, kể từ nay ở chốn xa xăm, mỗi lần cho heo ăn, cho heo tắm, cho heo ngủ, làm sao em quên được hình ảnh của Lương huynh? Tao móc họng mày hả mày? Mày suy nghĩ tao, mày không giống heo mà tao giống heo là sao vậy? Không phải. Sao mày cho heo ăn mà mày nhớ tao? Em nói cho huynh nghe, ở nhà em mỗi lần mà sắc đồ ăn cho heo ăn á, có sắc sắc mắm mỏ tổng á, thì nhìn sắc mắm thì em nhớ huynh đúng phải hả? Tao phóng cái quạt là mày bất đắc kỳ tử nha. Bữa nay mùng 1 Tết tao không muốn chửi mày. Ôi thiệt là chán quá đi. Thôi mà huynh. Chuyện gì? Đi chơi đi, ở nhà buồn quá. Huynh có chuyện gì mà huynh buồn? Ông già tao mới gửi thơ lên. Hả? Không thơ gửi gì? Tiền mà nhận thơ hoài. Thơ gì vậy huynh? Không biết thơ gì, tao đang buồn đây. Không thấy tiền thấy thơ là tao bực bội rồi. Mới ra đây, mới email xong, mới in ra đây, tao đọc cho mày nghe. Dạ. Lương Sơn Bá con, từ ngày con từ giả xóm làng lên kinh đô dùi mài kinh sử, quyết lấy cho được mảnh bằng tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc. À nội ơi, tại sao cha con có thể đối xử với con như vậy? Học bổ túc mà ông cũng khoe. Bao thường xuyên thao thức canh trường, nhớ con tha thiết mỗi đêm chỉ ngủ được có 8 tiếng là giật mình thức dậy. Trời ơi, tội nghiệp, ngủ ít quá. 8 tiếng hả? Ông già mà ông ham ngủ thấy ghê âm. Tao đã nói rồi, còn một giấc ngủ ngàn thu nữa mà ham chị ngủ nhiều. Bữa nay biên thơ cho con mà ba không ngăn được dòng nước mắt. Con ơi, nhà mình không có số khoa bản, cái đó tao biết lâu rồi, nhà tao dốt lắm. Học bao nhiêu năm cũng vô ích ông nội. Con ngày trước ôm giấc mộng làm hair stylist mà thi 8 lần không đậu cái bằng tóc. Cho tới đời ba thi bằng lái xe hơi suốt mấy năm trời mà vẫn rớt, cuối cùng ba phải đành lái xe ngựa. Nhiều khi tao thông cảm hoàn cảnh gia đình tao lắm. Có cái máu học giỏi mà. Nay con lại sai lầm. Đó tại sao gọi tao là sai lầm. Sai lầm đi theo con đường cũ. Ba sợ con uổng phí tháng ngày mà vẫn trắng tay, nên ba khuyên con bỏ học về quê mở tiệm nail. Cái này là tao không chịu được. Mày nghĩ sao tướng tao giũa nail giống này, ba cái chemical nó quất vô ba bữa là chết rồi. Nếu con chịu khó giữa ngày giữa đêm thì chăm chỉ vài năm là trở thành triệu phú. Bởi vì sách có câu, con ơi nhớ lấy lời cha, một năm ngồi giữa bằng 3 năm làm. Nghĩ sao vậy? Thôi thơ đã dài, con thu xếp về ngay rồi gọi cho ba biết. Điện thoại của tiệm mình là 1-800 giữa móng cha của con Lương Sơn Tuyền. Ủa? Cha huynh là ca sĩ hả? Mày nói tầm bậy, cha tao đàn ông mà ca sĩ gì? Ca sĩ Sơn Tiền là đàn bà. Em của Thanh Tiền đó mày biết không? Còn tao là Sơn Bá, ba tao là Sơn Tiền. Thiệt là bực bội, bây giờ biểu tao về vũ neo làm sao? Lương huynh, Lương huynh. Chuyện gì? Trời ơi, giờ sắp chia tay mà Lương huynh nói ba cái chuyện gì đâu, không có tình cảm gì hết trơn á. Tình cảm của mẹ gì, không có tiền mà tình cảm. À, thiệt là chán quá đi, chán quá đi hả? Tại đây. Mày lâu tao đi đâu? Nè, huynh nhìn đi. Huynh nhìn thứ xem dưới hồ đồi Thiên Nga. Đồi Thiên Nga lâu dưới hồ giống người ta trên bờ. Con nào là con mái, huynh chỉ em tường.
con Mai là con nào? Tao chưa thấy một đứa nào mà ngu như mày. Mày nói bức tranh trên tường là hai con gì? Dạ, hai con thiên nga đang bơi lội dưới nước thật là lãng mạn. Mắt mày bị bù lạch ăn hả? Hai con đó là hai con vịt sim cổ lùng. Mày nghĩ sao mày kêu nó là thiên nga? Mày đừng nói mày nhìn tao với mày, mày tưởng tiên nữ nha. Ôi chết rồi mày. Sao kỳ vậy? Nhưng mà em cũng thể tưởng tượng được vậy chứ bộ. Bây giờ em đố Quỳnh nha. Ê, con nào là con mái? Tao mệt mày quá, mày hỏi con mái con trống làm gì? Mày đi mua vịt quay, có khi nào mày hỏi con nào con mái con trống hay không? Hả? Mày chỉ hỏi con nào ngon, con nào dở thôi. Hỏi làm gì cho nó mệt xác. Quỳnh này kỳ quá à, tối ngày lo ăn không à, có chừng mập á. Mày nhìn kỹ lại mày đi. Tao với mày ăn chung một bếp ăn tập thể. Mày ăn riết mà con người mày vậy mà tao quéo lại còn chừng này. Mày nghĩ sao mày nói tao có tâm hồn ăn uống? Cái thằng này thiệt tình. Nhưng mà Quỳnh nói với em biết đi. Con nào là con mái? Mày nhìn bức tranh là mày biết con nào con mái rồi. Con nào? Con mái là cái con trọc đầu kia. Nhìn kỹ trên cái lưng nó trầy trầy nữa là con mái. Ủa tại sao nó trọc đầu với lại trầy lưng là con mái? Mày ngu quá vậy, mày chưa thấy con vịt lên nó đạp mái à? Con này nó phải mổ vô cái đầu con này. Nó phải đạp lên cái lưng con này, thành thử cái đầu con này bị trọc và cái lưng nó bị trầy. Nhiều đó cũng không biết. Học bao nhiêu trả cho thầy hết, ngu thế ớt luôn. Trời ơi, hai ông nội. Quên à. Cái gì? Vậy là hoàn cảnh hai dịch là giống em với anh. Thôi ta biết dù tóc mày sắp trọc nhưng mày vẫn là đàn ông. Ngu thế ớn luôn. Hai ông nội. Trời khùng mà cũng bè nữa. Gì hai đây? Cái con dịch này đó. Con mập á đem nấu chao, còn con ốm kia nấu bún măng. Quyết định vậy đi. Tao cắt cỏ mày nghe thằng tiểu đam. Hổn hả mày? Con đâu có hổn. Nè, tao đang tâm sự với Lưu Minh, ai cho mày xí vô? Trời, công tử nghĩ đi. Hai năm đi du học, công tử đồ ngon công tử thống hết rồi. Công tử cho con hamburger không mà thèm thình và thấy mẹ à. Cho nó đi ăn đi, đưa nước đây. Đưa nước cho công tử. Nè, lương công tử Red Bull nè, uống vô nhiều lúc thấy kỳ kỳ ngang, khó chịu đừng hỏi nha. Nè, bữa nay mùng 1 Tết cho mày nghỉ sớm đó. Muốn đi đâu thì đi đi, lẹ lên. Cứ biểu đi chơi hoài, không cho tiền đi chơi với ai. Đi đi. Mày đi đi cho nó ghét cái đùi là con mày đi. Đi đi. Phá đám không. Thôi mắt mày có mấy cọng lông thôi. Mày đá bậy đá bạ nó rụng hết lấy gì làm vốn. Lương Quỳnh. Chuyện gì? Trời đất ơi, sắp tới giờ chia tay rồi. Mày cứ nói hoài buồn quá đi. Trời ơi, buồn dĩ nhiên là em làm sao vui được khi em sắp sửa xa Lương Quỳnh. Lương Quỳnh biết không, bữa nay chắc em phải có một điều muốn tiết lộ bí mật của em nói cho Lương Quỳnh biết. Mày có gì bí mật mới trúng số hả? Cho ít coi. Bà mẹ thằng này sao nó cứ làm đứt cái đường dây lãng mạn của mình không? Lương Quỳnh. Chuyện gì? Hay là tối nay Lương Quỳnh ngủ lại với đệ. Giết người! Trời ơi, nó giết người! Giết cái gì? Đâu có giết. Mày nghĩ sao vậy? Mày suy nghĩ đi, giường ở trong trường này á, có một cái nào cũng có giường chiếc không à. Tao nằm với mày, mày gác cái đùi lên cho tao tắt thở hả? Phải mày giết người không mà mày rủ tao ở lại? Không có, em nói Lương Quỳnh nghe. Ngủ lại với em đi, rồi em sẽ nói cho Linh biết cái điều thầm kín của em. Điều thầm kín mày có cái gì đâu mà thầm kín, bao nhiêu nó lộ hết ra người mày rồi. Chuyện gì thầm kín nói đi. Tức quá. Tao mệt quá, không có tiền, tao đang bực bội đây. Thôi Lương Quỳnh không chịu thì thôi, em đành phải thú thật với Lương Quỳnh thôi. Nói đi. Chuyện gì? Em không phải là trai. Chúc Quân Đài của Lương Quỳnh không phải là trai mà là gái. Lương Quỳnh không tin hả? Em nói thiệt, cái thằng Tiểu Đồng nó cũng là gái giả trai. Nó theo em lên kinh đô để hầu em đó. Mày đừng nói, tao tưởng chuyện gì bí mật. Cái chuyện mày là gái tao biết lâu rồi. Ủa sao Lương Quỳnh biết? Mày đi tắm mấy lần tao rình hoài chứ vậy.
Lưu Minh thấy cái body của em rồi hả? Thấy hết rồi. Thấy front da or back da? Everything on that. Ủa, vậy Lưu Minh không có xúc động nổi máu dê gì hết trơn hả? Bây giờ mày nhắc tao mới xúc động nè. Xúc động mà muốn mửa luôn á. Mày suy nghĩ đi. Mày bây giờ nhà mày có cái gương hay không? Nó gọi là cái mirror gì đó. Nếu không có mày đổ cái thau nước ra mày tự soi mày đi. Nếu mày là một thằng đàn ông mày nhìn thấy con gái như vậy mày có nổi máu dê nổi hay không? Con gái gì mà tướng như kinh công thấy gớm. Em không biết, nhưng mà dòng họ Chúc nhà em á có cái điều lệ là hãy mà ai nhìn thấy thân thể của em á thì người đó phải lấy em làm vợ. Chết mẹ rồi. Cái gì chết? I think I'm wrong. Oh my god. Anh thấy thì anh thấy anh chồng của em. Không sao sao. Chịu là ha. Có người cứu mạng rồi. Ai? Tao nói cho mày nghe, bữa đó mày đi tắm xong hai đứa. Tao đi rình nhưng mà không phải một mình tao mà tao rủ nguyên cả trường rình bị coi con gái. Hả? Trường mình 120 đứa mà có 20 đứa nó ói trước khi nó thấy mày nó chết rồi. Còn 100 đứa thấy mày đứa nào đứa nấy nó cười mà bữa đó xỉu mà thầy nghĩ nó dại luôn á. 100 đứa thấy mày lận, 100 đứa xe cùng với tao thì mỗi đứa chia một chút cũng đỡ. Chứ tao hốt nguyên một đống mỡ này về chắc tao chết. Trời ơi. Như vậy là Chúc bên đài em phải xóa sổ trong khai sanh rồi. Em phải đổi tên thôi. Tại sao phải đổi tên? Em đổi tên là Đoạn Đầu Đài. 100 chồng mà sao em chịu nổi? Tao thấy trong ánh mắt mày có vẻ lộ vẻ vui vui à. Tao nghĩ mày kham nổi mà. Chừa tao ra thôi. Chuyện gì? Nhưng mà 100 thì that's okay. I think I can handle that. Thì gom qua. Thiệt. Công tử Tiểu Thư. Cái gì vậy? Tiểu Thư. Chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Đứng lên rồi nói. Cái gì? Tiểu Thư. Chuyện gì? Con đã lỡ lương. Lương mày lỡ cái gì? Nói cho đàng hoàng, khóc không à? Vào một đêm không trăng sao, nhưng suốt đời in sâu lòng người. Mẹ, hát không à? Nói cho lẹ. Dạ. Vào một đêm không trăng không sao. Ờ. Con với Lương huynh mới rủ nhau ra bờ hồ để chơi nhậu. Ờ. Lương huynh rót, con uống. Rồi ông rót, con uống. Rồi hồi con biết ông cho con uống cái gì nữa. Cái người con đơ này, con cử động được. Rồi cả ông bế, ông bồng, bế bồng. Bây giờ con mới biết. Chuyện gì? Con đã có bầu rồi. Lương huynh, thì ra 2 năm nay Lương huynh không thèm để ý em mà lại mê con ở. Lấy nó có bầu. No. Just a minute. Khoan, chờ chút. Tell you something. Wait. Em mệt quá Lương Quynh ơi. Ta thấy ta còn mệt. Tiểu thơ. Nói nghe nè. Chúc muội đừng có giận Quynh. Bữa hôm đó Quynh cứ tưởng rủ nó đi uống rượu là tại vì tình Quynh để. Đâu có biết nó là con gái đâu. Uống rượu xong, uống quá trời. Uống, nó uống. Quynh uống, nó uống, Quynh uống. Hồi nó ngã cái rặt ra nó xỉu. Bồng về xong tự nhiên thấy nó cấn cấn cái gì kỳ kỳ. Dở ra nguyên con bánh bèo. Trường mày này con gái mày không à, làm sao chịu nổi được. Nhưng mà giờ lỡ rồi, lỡ yêu nó luôn rồi. Lỡ rồi. Vui quá. Tao hận hai đứa mày. Đừng hận. Tiểu Thư. Hai người hạnh phúc. Tao cắn lửa tao chết rồi. Ê, đừng. Đừng. Quay. Cảm trọng quá. Cắn thiệt rồi nè. Nó nghe nè. Đừng. Bây giờ Chúc muội đừng chết. Chúc muội đừng chết. Mùng 1 Tết đừng nói chết xui hiểu không? Bây giờ bây giờ để Quynh tính cho. Bây giờ Quynh tính nè. Bây giờ dù gì đi nữa nó cũng lỡ rồi. Thấy không? Bây giờ lấy một con mén được thì lấy một con voi được hiểu không? Bây giờ I can't handle that. Nó nghe nè. Bây giờ thôi lỡ rồi, qua đây. Gì vậy?
giờ nó lỡ nó có bầu rồi, bây giờ chị cho nó làm vợ lớn đi. Thôi mặc dù nó nhỏ nhưng nó làm vợ lớn, mặc dù đây lớn nhưng làm vợ nhỏ, được không? Chịu đi Tiểu Thơ, chịu đi. Không. Tại sao không chịu? Từ chối. Vậy được rồi. Vậy là cuối cùng rồi, không có người hốt mình. Ê, điện thoại, điện thoại. Dạ, 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 em chúc. Vui quá. Vậy là khỏe, khỏi cần giấu. Khỏe rồi, không giấu nữa. What? Chúc đi nhậu nữa nha. What? Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì, chuyện gì vậy Mũi? Lương Huynh ơi. Hả, chuyện gì? Muộn màng rồi Lương Huynh ơi. Muộn màng sao? Trễ rồi Lương Huynh ơi. Chuyện gì? Cha mà em đã ép em vô dòng họ mà. Bà ép đúng dòng ghê vậy ta. Mã là ngựa, con này nó vô dòng họ ngựa là đúng à. Vậy là đúng rồi. Huynh nói gì? Thôi ép, ép gả Muội cho Mã Văn Tài. Dạ. Trễ rồi. Mình có duyên mà không có nợ Lương Huynh ơi. Trời đất, chúc hai người hạnh phúc đi. Thôi forget bà đi, về lo cho em đẻ đi Lương Huynh. Chúc Muội, ta nói cho Chúc Muội nghe, mặc dù ta không có tình với Chúc Muội, nhưng trong bao năm ở với nhau cũng có cái nghĩa. Ta, ta buồn khi phải xa Muội. Chúc. Hả? Cái gì vậy? Lương công tử. Trời. Ấy. Lương Huynh, anh học máu hả? Em bị bệnh hồi nào vậy? Đâu có, tao mừng quá, ta ho cái nó nhảy ra tiết canh này cho sáng. Đồ vô kia nè. Đi ra đây. Đi đi đi. Ôi, bye bye nha. Đi 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 về lo lấy Mã Văn Tài đi, ở đây ta thách khen Tiểu Đồng cho. Bye bye nha. Bye bye. Bye. Đừng hại tụi bay. Hay quá, giọng hát quay, giọng hát quay mà hay quá vậy, ai vậy? Cao Vinh hiệp sĩ. Hả? Hy sinh hả? Cao Vinh. Cao Vinh hiệp sĩ là ai? Là ai? Đâu? Đây. Hy sinh. Dạ. Chào anh. Tên gì? Ca Vinh hiệp sĩ. Hiệp sĩ hay là hiệp xuyển? Dạ. Sĩ sĩ thì cũng được. Cái giọng hát hồi nãy là của bác. Dạ của em. Giọng hát hồi nãy là của bác. Của em. Ý con nói là của bác á. Thì của em. Là của bác đó. Thì của em. À của em. Thì ý nói của bác hả? À, bây giờ muốn kêu bác hay kêu em? Thôi kêu em đi cho nó hợp với số tuổi của em. Hợp số tuổi hả? Dạ. Em sinh năm mấy? Năm 1983. 83? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè, ID nè, nhìn đây. Cái gì? Cái này 38 mà. Trời ơi, mệt quá à. 38, 83, 38. Qua đây, tên nó còn ngựa huống hồ chi tuổi. Nhờ vậy mới được đi đúng không? Dạ. Chứ gửi 38 vô chắc có ma nó cho thì. À em ơi. Ừ. Cái bài hát hồi nãy em thâu á là mới đây đúng không? Ờ mới đây. Hay quá. Cách đây 50 năm. Thâu 50 năm? Dạ 50 năm rồi. Bây giờ có thể hát y như hồi đó được không? Trời ơi, y chang như hồi đó. Y chang luôn. Mà còn technique có lò hơn nữa. Là sao? Là coi như là kỹ thuật còn hơn hồi đó nữa. Hay quá vậy. À, kỹ thuật sao, kỹ thuật sao? Nghĩa là bị chế độ rung. À. Nó có hộp, có hộp á.
Hay quá, phối hợp với kỹ thuật phải không? Mà sao hay vậy? Bị già rồi nó rung á. Hay quá. Bây giờ bác có thể hát một bài hát nào con nghe thử, nếu được con sẽ nhận bác. Nhưng mà với điều kiện chỉ lấy tiếng thôi nha. Trời ơi, không lấy hình. Mẹ ác quá, lấy tiếng không lấy hình. Không được. CD thôi, lấy cái hình của bác gắn vô CD, nếp nhăn nó chày để ông đọc. Lầm to. Được, thử xem. Mà bây giờ là thi ha. À, giới thiệu. Xin giới thiệu với khán giả thí sinh Kha Vinh Hiệp Sĩ xin hát một bài hát rất là hợp với số tuổi. Đó, một bài hát rất là truyền cảm có của Kỳ Phương mang tên Nhớ Em. Hợp ghê á. Giai điệu hay quá. Hay cái con khỉ. Cái này không có hợp với số tuổi của tôi đâu mà hay. Cái giai điệu gì? Music lại đi. Hip hop. Hip hop. Gì vậy? Hip hop này lên trung phong. Nhớ em. Lòng này nhớ tới em. Anh nhắn cho mày, mong em đến đây. Nhớ em, lòng này nhớ. Giang tấu đi, trời ơi, nhớ hoài cho tới sáng quá à. Nhớ em, lòng này nhớ tới em. Bữa nay là người ta tuyển tài năng trẻ ha. Bác đi về giùm con. Ủa sao vậy? Coi như là rớt đi ha. Trời đất ơi, ý em nói là rớt rồi hả? Ừ. Trời ơi. Ủa sao vui vậy? Nói cho nghe nè. Bị cái lòng đam mê nghệ thuật á. Bây giờ rớt á là biết chắc chắn bảo đảm 100% là rớt rồi. Vậy thì bị hôm nay nè. Trời ơi, ta nói ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng. Mình hát dở người ta mới nhớ. Thì cũng hay. Giống như thi hoa hậu á, thấy không? Sao, sao? Con nào xấu người ta nhớ con đó chứ người ta đâu nhớ con đẹp đâu. Hay. Cảm ơn, được cảm ơn bác nhiều. Coi như là mời bác về. Bác về hả? Thôi nhờ tới em. Lần này nhờ tới tôi. Nhờ tôi. Dạ, đam mê nghệ thuật ghê ta. Hay. Mày nói ai già? Bác chưa cái gì cái chùa quẻo rồi à. Cho tao hỏi nè. Hát một hồi là xỉu luôn đó nha. Hồi nãy ai hát ở đây vậy? Hả? Nãy ai mới vừa hát ở đây? Có gì không bác? Trời đất ơi, hát gì mà dở quá, xe ambulance nó chở ra từ người cái chị à. Bác chứ ai? Tao hát hả? Ừ. Trời ơi, đúng ra xỉu nãy chứ sao giờ mới xỉu. Từ từ người ta mới ngắm. Ngắm hả? Thôi vậy thôi tao khỏi hát nữa. Thôi cho hỏi nè, năm tới có thi nữa không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Tao thi nữa nha. Ừ. Thi bài gì? Give me a girl after midnight. give me a girl after midnight. Ông già mà sung ghê luôn ta. Bữa nay gặp toàn gì đâu không? Cái gì? Dạ, giám khảo ơi, cho em thi đi. Cái gì? Dạ em thi, em đi trễ máy bay. Vô đi thi. Dạ thi. Thí sinh. Dạ thí sinh. Trời má ơi, bữa nay không có ngày hay sao? Thí sinh lạ không? Dạ. Tự nhiên hai cái tivi để lên mặt. Đã vậy có thêm cái anten nữa. Trời ơi, bó tay không luôn. Giờ thi phải không? Dạ dạ. Giới thiệu tên tuổi. Dạ, em là thí sinh thứ 16. Tên là Chí Tài Tình. Có tài mà còn có tình nữa. Dạ. Thi. Dạ. Ủa mà thi gì vậy em khảo? Dở mặt hả? Thi ca hát. Dạ trời ơi, em mạo phạm em quên. Dạ. Nhanh đi. Dạ, sau đây em xin trình bày một nhạc phẩm cho chính em sáng tác. Được, có tựa đề là Chợ Câu Dừng. Có nghĩa là anh hát nhạc Hoa. Dạ không phải nhạc Hoa. Chứ nhạc gì? Nhạc Việt. Ủa sao Chợ Câu Dừng là gì? Là chuyện câu giờ. Hát nghe thử, cho thêm điểm. Dạ. Tự sáng tác phải không? Dạ, để em lấy microphone. Hay quá, thí sinh này lạ. Kháo kiến là cho nó mắt nó dễ diễn tả. Hát. Dạ.
Ồ, diễn xuất hay quá. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắn hiu. Wow. Hai người vui biết bao nhiêu. Wow. Một người lặng lẽ lặng yên đứng nhìn. Hey. Đứng nhìn một lát rồi đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui, một hồi mệt quá, lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn một lát rồi lại đi. Bài mới đi, bài mới. Người kia đi trước, à, người này đi sau. Gì làm hoài vậy? Hai người đi trước đi sau. Lời mới, lời mới. Một hồi mỏi căng, à, rồi lặng yên đứng nhìn. Vô lời mới, vô lời mới. Nhìn một lát rồi lại đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Ôi trời, mệt quá, mệt quá. Rồi lặng yên đứng nhìn. Giỡn mặt hả? Gì vậy giỡn mặt? Đâu giỡn mặt đâu? Có một lời hát hoài. Đi nãy gì đi tới lui không có dừng hả? Ủa? Giỡn mặt hả? Hồi nãy giờ em giới thiệu bài hát là chuyện câu giờ mà. Xin lỗi nha, bài hát này là của Quốc Dũng. Chuyện ba người. Dạ anh biết. Anh tạo nhạc, anh ăn cắp nhạc của người ta, anh chế biến hả? Dạ em biết, chuyện ba người của Quốc Dũng, nhưng mà lời viết lại là của Chí Tài Tình. Hay quá. Thì vậy sao đậu? Trời ơi sao không đậu? Em nói giám khảo nghe. Ừ. Coi vậy chứ bài hát này em ăn khách lắm á nha. Sao ăn khách? Bầu show mời em đi bệnh nghỉ luôn á. Ủa sao mời nhiều vậy? Tại vì bầu show thường tổ chức mấy cái show mà ít ca sĩ đó. À. Thường thường mời em tới để hát câu giờ không ạ? À? Em phê lắm à. Em mới lấy làm thi đó chứ. Nhưng mà không được. Anh muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp á. Dạ. Anh đừng bao giờ bị phân tâm. Ủa em đâu có phân tâm gì đâu. Tự nhiên đang hát tôi kêu thôi cái nín nè. Ủa bây giờ đang hát người ta kêu vô anh đi vô luôn hả? Cái đó thì em có anh nói chấp nhận bị phân tâm không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Dạ. Anh có hai tay. Dạ. Một tay dễ tròn, một tay dễ vuông được không? Dạ anh em làm hoài mà. À, được. Bây giờ anh vừa hát vừa làm được không? Ừ, dư sức quá cầu. Dư sức quá cầu. Dạ. Bây giờ anh thử vừa hát vừa uống nước coi. À. Ông về ông kêu vợ ông vừa đẻ vừa đánh bài đi. Đấy. Đối đáp hay. Trời đất ơi. Bây giờ tôi sẽ thử anh coi anh có bị phân tâm hay không. Rồi. Anh giơ năm ngón tay lên. Rồi. Anh đứng anh chọt. Chọt. Bác Khảo đi. Anh chọt đi. Ông Khảo cầm em này. Em chọt đi. Rồi chọt. Tôi hỏi cái gì phải trả lời đúng sự thật. Dạ. Nha. Dạ. Không trả lời đúng là bị phân tâm đó nha. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con sao? Bình thường. Mấy đứa? Ba đứa. Anh có khỏe không? Khỏe như dồi. Hồi nhỏ anh có bị té giếng không? Không. Không sao đứng chọt kì vậy? Trời đất anh bị ơi. Phân tâm. Anh bị phân tâm. Ông này là ăn thịt sốc dữ lắm nè. Tôi nói gì quá vậy? Mà anh bị phân tâm. Thấy chưa, thấy chưa? Anh thấy anh sai chưa? Hả? Ngoài đây. Wow. Thí sinh. Thí sinh hả? Mặc đồ đẹp quá là. Trời ơi, đẹp quá nhưng mà hơi ốm mà giám khảo ơi, không biết hát có nổi không à. Mập thì vô duyên rồi bạn. Gì? Một ca sĩ không có ai ốm hết hả? Mà ốm nó cũng nổi tiếng như thường vậy. Đâu cần phải mập đâu. Mập như mày muốn đi hát là phải diet cho con. Bây giờ sao? Dạ, chào ban giám khảo. Em muốn tên thi... gì, tên gì? Em tên gì? Dạ, em là Hoài Linh Tinh. Trời đất ơi. Trời ơi. Đây tên lạ không à. Tên trống mặt quá. Em muốn lấy ba chữ cho nó giống Hường Công. Hường Công. Dạ. Bây giờ anh tới đây anh thi gì? Dạ em... Cái ao ước em làm ca sĩ để em làm cái gì? Em ao ước em được làm ca sĩ để em bán lịch thôi. Trời đất ơi. Bây giờ em thấy ca sĩ gần đầu năm cái in lịch bán đó. Cái em cũng muốn in lịch đặng bán thôi à. Chứ hát chưa chắc hay lắm. Thôi đi ông ơi. Ca sĩ người ta đẹp thì chụp hình, còn ông mặt xấu quá. Ông không biết gì hết trơn á trời. Bây giờ thời buổi gì rồi, người ta chơi tới computer rồi.
ca sĩ người ta chụp cái hình vô, thấy không? Người ta chỉ cần bỏ vô computer, vô Photoshop, cà cà lấy con mao, cà, mấy cái nếp nhăn bay hết trơn. Đúng, hay. Tại ông chưa đi mua lịch ca sĩ, ông đâu có biết. Sao? Nhiều khi ông mua ở đây, ông nói trời ơi, con nào đẹp quá vậy? Vừa nhìn lên nó vừa ký cho ông đưa lên mặt nó, trời, giống hai mẹ con luôn á. Ông không biết gì đâu, trời. Thí sinh này thông minh. Nó hiểu được vấn đề. Bây giờ thi hay cãi lộn? Dạ, em muốn thi. Thi qua đây đó. Dạ. Bây giờ có tài năng gì? Nói. À, dạ thưa anh, mặc dù em không đẹp, em không xinh, em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh, áo đỏ thơm hương. Dạ không. Bây giờ thi không? Dạ em thi. Thi. Nhưng em biết lựa phong cách. Phong cách? Làm ca sĩ quan trọng là phong cách. Đúng. Và đặc biệt là mình biết hát theo thời vụ. Thời vụ là sao? Ví dụ vào đám ma không bao giờ được hát nhạc đám cưới. À, đúng. Học hỏi. Bởi vậy em toàn là lựa những bài rất hợp. Ví dụ như bốn mùa thì em sẽ chia ra bốn cái bài khác nhau. Ví dụ mùa lạnh em sẽ hát một bài nào đó để cho khán giả ngồi trong khán phòng cảm thấy ấm áp. Đó là em đã thành công. Hay, hát thử tôi nghe. Em sẽ hát một bài, bây giờ đang mùa lạnh, em xin trình bày một nhạc phẩm để ấm áp cho quý vị. Đó. Ban nhạc Music. Thí sinh này được nè. Tốt, thí sinh này ngon á. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Hay quá. Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng bước chân. Ẩm chưa? Sao thấy đứng còn run vậy? Nhớ mặt hả? Nghĩ sao mùa lạnh đưa lên Đà Lạt? À, đưa người lên Đà Lạt nó ướp xác á. Đâu em, tại em thấy nhà nhạc sĩ người ta viết là từng đôi đi trên phố vắng, bôi mùa lạnh ham hối chi ra đường cho bệnh. Cái lời người ta diễn tả đôi tình nhân thôi, người ta đang lạnh anh ông là đưa lên Đà Lạt là sao? Thôi được, không được đâu, bao mùa nữa. Vậy em không hát theo mùa nữa. Còn tài năng gì không? Em sẽ làm phong cách. Phong cách? Có những giọng ca hát rất là hay, mấy chục năm vẫn nổi tiếng như thường. À. Đó, em muốn tạo cái phong cách đó. Ví dụ như cô Linda Trang Đài, cô lên sân khấu. Đúng. Ví dụ một cái sân khấu từ đây tới đây là cổ nhảy không đủ đâu. Đúng. Cổ nhảy một hồi, cổ nhảy lên thằng quánh trống luôn. Còn có nhiều người đứng một chỗ hát nhưng vẫn nổi tiếng. Ai, tập phong cách đó. Ai? Ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trời ơi, có chuyện lựa người hát hả? Trời. Sao? Trời ơi, sao tôi hát đi, cũng hát bài hát những người khuất mặt vậy? Ừ. Thì nếu mà mình bắt chước mình phải lựa những người khuất mặt chứ. Lựa những người còn có mặt ở đây người ta quánh mình sao? À, em phải khôn chứ. Thử xem. Nhưng mà giọng hát vẫn đi vào lòng người như thôi. Bây giờ em bắt chước chú Duy Khánh. Nhưng mà chú Duy Khánh là người gì? Người quản trị phải không? Quản trị. Em sẽ giới thiệu giống chú Duy Khánh. Hay quá. Chú Duy Khánh ra sân khấu nè. Giống. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm mà tôi viết cách đây hơn 40 năm. Trước khi tôi lên đường từ Lào trở về Việt Nam, và trong đêm đó tôi cùng tất cả các kiều bào từ Lào đã hát lên nhạc phẩm này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của tôi. Bài hát được mang tên Xin Anh Giữ Đòn Tình Quê. Hay. Giống quá. À, nói thì giống mà hát biết sao để coi. Hay quá. Chúng vui đêm này cho trọn tình quê hương ý. Đẹp tình yêu thương mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân thì ai lên đường ai vẫn vương ý. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi. Em ơi. Sao nghe nó lạnh vậy? Hả? Trời ơi. Có khi nào chú Duy Khánh không về không trời? Mày. Ở đây người ta mở máy lạnh. Hả? Vậy hả? Ừ. Đúng em. Thôi. Là hết hồn. Hát bài. Thôi. Giờ vậy. Nghe lạnh quá. Giờ vậy. Bài hát của anh là anh có sự chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ định anh hát. Chỉ định hát sao? Tôi chỉ định ca sĩ nào anh phải hát giống ca sĩ đó. Vậy mới hay. Con này anh đã chuẩn bị sẵn mà. Hên xui nha. Bây giờ có một nam ca sĩ rất là nổi tiếng.
Dạ. Hát rất hay. Dạ. Mà cái mặt lúc nào cũng lạnh. Ai ta? À nhớ rồi, Trường Vũ. Này. Ừ. Trường Vũ là mặt khờ. Mày bảo đảm thế nào cũng bị quánh nè. Chứ ai? Ai có biết ai mà Tuấn Ngọc. Đó. Mặt lúc nào cũng lạnh. Anh ơi, tôi nói anh nghe nè, mặt lạnh đó là như Tuấn Ngọc thì em làm được, nhưng mà giọng ca anh Tuấn Ngọc quá perfect đi. Ảnh là giọng ca anh ấm lắm, mà giọng tôi thì giọng trép không à, làm sao tôi hát giống ảnh được. Vậy mới có điểm thêm. Có. Thi không? Hên xui, hên xui. Thi là phải nói hên xui. May mắn, Mà có một bài hát mà em rất là mê anh Tuấn Ngọc hát. À. Đó là bài riêng một góc trời. À, em sẽ hát mà mặt được. Lạnh. Mặt lạnh nhưng mà hát là hên xui. Em nói okay, trước okay. À. Mặt phải lạnh nha. Dạ. Đâu, mặt lạnh coi. Nhạc đi anh ơi. Ôi, lạnh quá, lạnh quá. Mặt lạnh quá. Mặt quá lạnh luôn. Vô. Tình yêu như nắng đang đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề em về lối xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mây vẫn mây trôi, mưa vẫn mưa rơi, hát yêu đời tôi. Yêu con tay chị chị. Ngoái ngoái nè. Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Hey. What? Vòng tay lấp lánh, bước chân ơ thơ, em về lối xưa. Bao nhiêu nữa? Hà còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi chẳng mệt quá. Trời đất ơi, thầy anh, trời ơi, tôi còn trẻ quá mà. Anh Tuấn Ngọc đó là cái xì tai của anh rồi. Bây giờ biểu tôi nhíu hai cái hàng lông mày rồi nó dính vô luôn, rồi làm sao tôi đi làm ca sĩ? Người ta nổi tiếng nó khác, tôi chưa nổi tiếng nó khác, anh đừng có hại tôi. Ok. Cái thằng cái đầu trồng dừa này nó hại em nè. Nhìn cái mặt. Thí sinh này tới từ Hawaii hả? Giờ vậy, anh bị trừ điểm. Sao vậy? Đang ca giữa chừng ngưng. À đúng rồi. Bây giờ cho thêm một cơ hội nữa. Cơ hội nữa hả? Có một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Yeah. Nhưng mà ca cái giọng của anh ta giống như là nghiến cái răng lại vậy á. Sao đó, lúc mà phát ra đó giống như là nghiến răng á. Ai ta? Tuấn Vũ. Hả? Tuấn Vũ cái tướng là em là giống rồi đó. À. Em chỉ cần hòm xuống cái là em giống rồi đó. Thử. Nhưng mà hát là hên xui. Trời đất ơi. Hát hên xui rồi. Em hát bài hát rất nổi tiếng của anh Tuấn Vũ, bài hát đừng mang tên là Người Yêu Cô Đơn. Ồ, được. Tốt. Đúng rồi, Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi nhưng mỏi thấy mẹ luôn. Ôi. À đứng chơi mày hát mấy cái mặt lạnh mà để tao nghiến răng vô vậy là sao? Hay quá ha. Cái người hát không sao, ông kia nướng miếng mới chịu nổi. Trời ơi, nghe ông hát xong mà nghiến cái nói ban giờ. Vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Không phải, em nói anh nghe nè, là tại vì bây giờ mà mùa lạnh mà ví dụ biểu em qua mấy tiểu bang lạnh em hát mà em đứng em nghiến răng cỡ này một bài thôi em về em bỏ nghề luôn. Sao hát được? Vậy thôi. Giọng nam không? Có được giọng nữ nào không? Giọng nữ có giọng em ái mộ lắm.
Ai? Ai? Nhưng mà em biết bữa nay ngồi dưới ban giám khảo luôn. Ủa vậy hả? Hey. Mà em nói anh nghe nè, tại vì em muốn lựa cái phong cách để làm chi? Chị, anh biết không? Chị. Nhiều cái phong cách của các ca sĩ ngày xưa đó, 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng người ta đều có cái riêng của người ta hết. Đúng. Tới giờ này em vẫn còn giữ được những giọng hát mấy chục năm là anh biết đã đi vô tới trong máu của em luôn rồi. Thành thử ra bây giờ em rất là mê. Ý anh nói ai? Nói nhỏ đừng cho ban giám khảo em nghe á. Còn Thái Thành đó. Trời ơi. Được không? Ho lắm đó nha. Hên xui. Nhưng mà mình ái mộ thì mình làm thôi. Thử xem. Anh nghe bài Dòng Sông Xanh chưa? Được. Hay, được. Vô. Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mong manh, một dòng sâu quyến luyến, một dòng sâu mấy kia, một dòng nước quay về biển đời lúc mơ hiểu. Nhanh quá vậy. Coi con hát không nổi coi. Hay. Thôi nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Cuối cùng là sao? Cuối cùng. Dạ. Hai anh không có gì riêng cho mình hết. Gì vậy? Bắt trước không à? Đi về, mệt quá. Kỳ giám khảo. Bây giờ sao? Cho tụi em có cái riêng đi. Cho có cơ. Bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của hai anh. Dạ, được. Cái đó được. Bây giờ tôi sẽ đố hai anh một câu. Dạ. Nếu mà trả lời được, tôi cho hai anh đậu. Dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Có một thợ săn. Dạ. Đang cầm cái súng đi ngoài đường. Dạ. Có ba con chim đang đậu trên cây. Dạ. Anh giơ súng lên bắn một cái đùng. Một con chim rớt xuống đất chết. Dạ. Một con bay đi, một con đậu lại. Đố hai anh, tại sao mấy con chim đó nó làm như vậy? Con chim bay đi là con chim sợ chết. Bảy. Còn con chim ở lại là con chim anh hùng. Bảy luôn. Ủa gì chứ sao? Một con rớt xuống đất chết. Một con bay đi báo cảnh sát. Còn một con ở lại làm nhân chứng. Ông này ông hay, ông nghiên cứu tới súc vật luôn ghê thiệt. Ba con chim này chắc xong của giám khảo nuôi. Bye bye, tôi đi ạ. Đi đâu? Hai anh thua. Chưa thua mà. Không có thua gì đâu. Chứ muốn gì? À, giám khảo đã đố thì phải cho tụi em cơ hội đố lại chứ. Đố đi. Giờ em đố giám khảo. Đố gì đố nhanh nhanh đi. Có hai thằng. Một thằng mù, thằng câm. Đi vô một cái siêu thị. Thằng câm nó muốn mua cái nón. Rồi lấy cái nón nó đội lên đầu. Rồi lấy tay chỉ. Ông chủ hiểu bán cho nó cái nó. Đúng. Vậy em đố hai anh. Thằng mù nó muốn mua cục xà bông, nó làm sao? Nó chỉ cục xà bông. Tật. Nó lụm cục xà bông, nó chà lên đầu nó. Đúng. Tật lắc. Chứ nó làm cái gì? Thì nó nói. Nó nói gì? Nó nói gì? Bán tôi cục xà bông. Sao nó nói được? Nó mù à? Nó mù chứ nó đâu cầm đâu. Đúng rồi, nó nói đúng rồi giám khảo ơi. Bây giờ tới phiên tôi đố lại. Sao? Tôi đố ban giám khảo với rồi đố anh luôn. Trong các loại sữa, sữa nào tốt nhất? Sữa ông Thọ. Ông Thọ, ông già mà ông là đàn ông làm gì có sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Cô gái Hà Lan chắc chắn gì mà dắt ra sữa để bán hết cho cả thế giới không? Sữa con két. Két không có sữa. Chứ sữa gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao tốt? Sữa mẹ để không bao giờ bị thiêu. Điều đặc biệt là bình sữa mẹ rất là đẹp. Thấy chưa? Mà bình sữa mẹ không ai được rửa ngoại trừ bố thôi. Anh có nghiên cứu có cái bình sữa nào mà lâu lâu nghe mùi thuốc lá không? Trời ơi. Hey. Chính xác là sữa mẹ rất là tốt. Hay. Hay, thí sinh quá hay. Chúc mừng. Nói chung là mình quê. Chúc mừng. Cảm ơn. Thôi tôi đi à, trễ giờ tôi đi. Ủa, giám khảo đi đâu? Giám khảo vậy? Ủa, anh là giám khảo mà. Tôi không phải giám khảo đâu. Ủa, chứ anh là ai? Đấm bóp giấc hơi. Rồi. Vậy anh tới đây làm gì? Đấm bóp cho ban giám khảo. Rồi. Mấy ngày nay ta chấm thi ta mệt quá, tới massage mà. Rồi, đúng rồi, đấm bóp giấc hơi mà bằng office nữa. Đấm bóp cho những người nổi tiếng. Sẵn mình tới anh xin chữ ký luôn. Vậy hả? Vợ tôi mới sanh hai thằng con trai nha, sanh đôi nha. Hả?
tôi xin chữ ký về tặng vợ. Trời ơi, xanh đôi là hên lắm đó nha. Chúc mừng anh. Phải còn anh không? Không, vô duyên, bởi vậy vô duyên là đúng rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, chúc mừng anh. Con anh nó giống anh không? Không, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nhiều khi nó giống vợ anh thì sao? Không, không giống. Dạ, chúc mừng anh. Chúc mừng nó giống anh, nhưng anh thử máu chưa? Em xin lỗi, cái câu này em đi vô duyên. Vô duyên hơn tôi nữa đó. Thôi tôi về à. Chỉ em biết biết xanh đôi đi. Sao có vợ mà đẻ xanh đôi đi? Thì lúc vợ mình mang bầu á, dẫn nàng đi coi phim là xanh như ý. Là sao? Thí dụ như là muốn xanh một sao? Coi phim Kẻ Cô Đơn. Xanh hai. Coi phim hai anh em xanh đôi. Xanh ba. Ba Chàng Ngựa Lâm Phá Thủ. Xanh bốn. Tứ Quái Sài Gòn. Xanh sáu. Sáu Người Đi Khắp Thế Gian. Xanh 13. Thập Tam Thế Bảo. Xanh 14. Tứ Thập Tứ Nữ Anh Hào. Ôi chết mẹ, tôi phải gì à? Ủa sao vậy? Hôm qua vợ tôi nó có bầu mà tôi dẫn nó đi coi phim gì? 101 Con Chó Đớn. Thôi về 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 lễ đi, về lễ đi. Cái gì nói tóm lại là tôi vẫn còn may mắn nhất. Ủa sao vậy? Hôm qua tôi mới dẫn vợ tôi đi coi phim. Phim gì? Phim gì? Vị Thái Giám Cuối Cùng. Thế vậy vợ anh siêu âm chưa? Siêu nổi. Con trai hay con gái? Con trai. Bỗng chắc luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy bác? Nói cho chung là vợ bà bác mà có bầu nữa, con còn chúc mừng bác á. Thôi, vậy bây giờ là anh không phải giám khảo phải không? Mình đi xuống chuẩn bị đăng ký thi. Chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị chương trình khác. Người ta thi tới nơi rồi. Chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào bạn giám khảo, chào bà con cô bác. Cảm ơn. Xe lăn trong tim khuất xa dần biết đâu tìm mưa thu bay bay. Ê, tâm trạng được vui. Em hát cái bài đó là có lý do á. Mình thì chạy xe ôm mà taxi nó giành khách rồi. Buồn dễ sợ. Thời buổi giờ thiệt nhiều khi á, tân tiến quá nó cũng mệt. Mà mình chạy xe ôm phải chịu thôi chứ giờ làm sao. Ê, khổ, xe ôm mà giờ đi rao như bánh bò bánh tiêu vậy á. Ai xe ôm không? Xe ôm không? Ai đi? Xe ôm. Xe ôm. Dạ chào anh. Anh đi xe ôm anh. À, anh đi đâu? Đi xa. Đi xa. Tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Dạ không thành vấn đề, dạ vậy mời anh em lấy xe anh. Dạ đi đâu? Dạ anh mới nói em anh đi xa. Bộ muốn tưởng chở tao đi là dễ hả? Chứ sao anh, cho tao hỏi một câu được không? Dạ được anh. Trời ơi, anh hỏi đi. Mày thấy gương mặt của tao sao? Đẹp, mặt anh đẹp lắm đó nha. Em coi phim Hàn Quốc quá trời luôn, mặt anh còn đẹp hơn mấy thằng quốc đó luôn. Mày nói lâu. Mày nói thẳng đi. Đừng có vòng vo gì đi, mày nói thẳng đi cái mặt tao sao? Mặt anh xấu chết mẹ luôn đó. Mặt anh á nhìn giống con chó Nhật đó. Diễn tả vậy luôn đó. Ê, thẳng như vậy mày. Ủa sao anh em nói thẳng mà? Thẳng thì cũng thẳng từ từ thôi. Làm dạ, thẳng vậy. Dạ dạ vậy chứ ý mặt anh sao anh nói đại đi. Bình thường. Hả? Bình thường. À, mặt anh bình thường. Thầy thấy là bình thường rồi đó. À, dạ mời anh mặt bình thường lên xe nha. Em đi lấy xe. Đi đâu? Anh đi xa anh ha. Đâu phải muốn chở tao đi là dễ đâu. Ủa vậy ý anh sao? Cho tao hỏi một câu nữa được không? Dạ được anh. Dạ vui lòng khách đến, vui lòng khách đi mà. Mày thấy cái body tao sao? Hả? Giống người mẫu. Model. Anh giống model. Đó, đẹp, quá đẹp anh ơi. Nó lâu. Mày lâu. Mày cứ nói thẳng đi. Anh em mày cứ nói thẳng. Nói thẳng đi. Không chi gì mày phải sợ. Anh cho nói thẳng luôn hả? Thẳng đi.
Nói thì không phải khen cha mẹ anh đẻ anh ra cái tướng bần chết mẹ luôn ha. Cái tướng này em nói thiệt với anh nha, không phải mò đồ mà cái tướng anh nhìn giống cái mò cao rồi thằng ơi. Nó tơi tả hết trơn, nó trời thấy ghê quá đi. Nít! Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thẳng như vậy. Đâu biết anh kêu thẳng với tôi thẳng như giờ sao giờ, tôi đâu dám quẹo khúc nào đâu anh. Vậy chứ bây giờ tướng anh sao anh nói mẹ cho tôi nghe cho rồi đi. Bình thường. Bình thường. Lại bình thường. Dạ, thôi được, mời anh tướng bình thường lên xe. Đi đâu? Đi xa đó. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Khó quá rồi đó nghe. Vậy chứ sao anh? Bây giờ tao hỏi mày một câu nữa nè. Anh hỏi lẹ lẹ đi chứ vợ con em nha, nó đói nó chết luôn anh ơi. Em khổ dữ lắm à. Anh hỏi gì anh hỏi lẹ. Tại sao? Sao anh? Tại sao nãy giờ tao hỏi mày mà mày không hỏi tao? Bây giờ mày hỏi tao đi. Mày cứ hỏi thẳng, mày hỏi cái gì mày hỏi, hỏi đi, hỏi đi. Anh cho hỏi thẳng luôn hả? Ừ. Em hỏi thẳng luôn nha. Ừ. Anh có bị điên không? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thôi thôi vậy em hỏi mé mé. Em sẽ hỏi mé mé, em không hỏi thẳng nữa. À, anh chích ngừa chó dại chưa? Không vừa lòng luôn hả? Làm sao cho anh vừa lòng đấy? Thì Đại khái thí dụ cho bây giờ mày hỏi tao là Tình yêu. Được đó. Thì thà vậy đi, anh nói mẹ vậy cho tôi dễ hỏi đi. Anh cứ dầm vo hoài. Bây giờ tao hỏi vậy là anh có người yêu chưa? Khóc vậy là chưa có người yêu rồi. Có rồi mà. Anh có rồi, anh vui, anh xúc động. Vậy là anh có người yêu rồi. Sao thay đổi thời tiết nhanh quá vậy? Hạnh phúc quá ha anh. Chia tay rồi. Chia tay. Em hiểu tại sao anh. Dạ. Ê, giờ đi ha anh ha. Hỏi rồi, em hỏi anh rồi, giờ đi được ha anh ha. Đi được chưa? Sao vậy? Đi đâu? Đi xa. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Chứ sao nữa? Rung rồi đó nha, em rung rồi, em bắt đầu rung rồi đó. Sao? Mày biết cầu Bình Triệu không? Biết anh, trời ơi, dân xeo em không biết, cầu Bình Triệu biết anh. Mày biết cầu ông Lãnh không? Dạ biết, trời ơi, gần chỗ em luôn. Thì mày có biết kế cầu ông Lãnh là có cái cầu chữ Y không? Dạ biết. Mà hình như gần gần cái cầu chữ Y, nó có cái cầu Chà Già. Dạ đúng đó, đúng. Mày chở tao xuống cầu Cần Thơ đi. Anh quăng lựu đạn xa quá nha anh. Anh quăng xa lắm á, chứ không phải gần đâu nha. Thôi được, giờ chở anh xuống cầu Cần Thơ cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi nói anh nghe, cái cầu Cần Thơ nó nối hai cái tỉnh lần á. Một là cái Vĩnh Long. Đầu cầu bên này là Vĩnh Long nha, đầu cầu bên kia là Cần Thơ. Anh muốn xuống bên Vĩnh Long là tiền khác, mà qua Cần Thơ là túi tỉnh tiền khác. Tao xuống giữa cầu. Anh ơi, em hỏi anh thiệt nha, thật sự ra đâu có ai ở giữa cầu đâu, ở giữa cầu cái sông mà. Anh ở nhà đó với ai? Tao đâu có đi tìm nhà. Chứ anh làm gì? Tao đi xa. Đi xa? Tao muốn bước lên cầu. Muốn bước lên cầu? Sau đó, tao bước lên thành cầu. Bước lên thành cầu chi anh? Tao giang tay ra. Giang tay ra chi? Nói tao to chút coi. Tao hít thở. Tập thể dục. Sau đó, tao reo lên 3 tiếng. Anh yêu em? Không. Vĩnh biệt em. Rồi sao nữa? Sau đó, tao lộn xuống dưới. Tao mằn tồn mấy vòng. Sau đó, tao chúi xuống. Mày thấy cái chết tao có đẹp không? Đẹp, chết đẹp lắm à. Có lãng mạn không? Lãng nhách rồi.
Nhưng mà tôi nói anh nghe, bây giờ tôi chở anh lên cầu cũng được. Anh nhảy xuống đó rồi lỡ có ai thấy tôi chở anh lên đó tưởng tôi đạp anh xuống, vậy cái chết của anh ai chịu trách nhiệm? Thì mày nó có vô duyên vậy. Thôi bây giờ vậy tôi nói anh nghe. Dạ. Tôi khổ lắm, tôi khổ tôi mới chạy xe ôm. Bây giờ tôi lại anh nè, giờ anh muốn gì tôi lại anh hết. Tôi giờ tôi cho tiền anh đi xe khác giùm tôi được không? Mày khi dễ cái mặt tao hả? Thế bây giờ tôi khổ quá à. Tao tức. Tao tức là từ hồi sáng tới bây giờ tao đi gặp 10 thằng xe ôm, trong đó mày là cái thằng thứ 11. Mà 10 cái thằng kia không bao giờ thằng nào chịu chở tao. Còn mình mày chở. Em tao. Hiểu, em hiểu tại sao 10 thằng kia nó không chở anh rồi. Em hiểu rồi, là tại vì em gặp hoàn cảnh giống như nó. Em mới biết là 10 thằng đó với lại em là tại vì tụi em khùng nên không chở anh. Anh tỉnh quá, không ai dám chở. Hả, vậy thôi ha. Về đi. Dạ, anh đi đi. Tạm biệt mày. Dạ, chúc anh thường lộ bình tĩnh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ. Không phải chở tôi đi là dễ đâu. Em biết rồi, dạ. Xe ôm chở anh không được đâu. Chỉ có xe mà có rồng, có phụng mà màu đen, màu trắng đó chở anh, dạ. Nhớ đó nha. Dạ em nhớ rồi anh. Sơn ơi. Dạ. Cho hỏi câu được không? Ôi mày đi đi. Cái thằng xe ôm mày chạy đi. Không có, em ra hiệu nó vậy thôi. Nhớ đó nha. Em biết rồi. Dạ không có, em bình tĩnh. Dạ. Sao xui dữ vậy? Hồi sáng giờ không có khách, đốt phong long 2 lần rồi. Bây giờ vô đốt xe. Xui như quỷ. Xe ôm mà gặp cái gì đâu không? Xe ôm. Có khách. Có phải xe ôm không? Có xe ôm anh ơi. Ừ. Ừ anh. Chào anh. Ừ. Anh muốn đi xe ôm anh? Ừ. Dạ, à, anh muốn đi đâu anh? Đi xa lắm. Dạ. Ôi, con vàng dái đừng cho con gặp giống hồi nãy nữa. Trời ơi, nó biểu con chở xuống Tú Cầu Mỹ Thuận nữa là. À, tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi đi á, cho tao hỏi mẹ một câu. Hả? Giờ bữa nay nó xả ra nhiều dữ vậy. Ê, dạ anh hỏi đi anh. Anh cần một lực lượng xe ôm hùng hậu. Mày có chừng 20 chiếc không? Anh cần 20 chiếc hả? À. Trời em chút. Trời ơi tưởng anh ra hỏi là cái body anh sao. Được, cái này thì được. Alo. À Dũng Dũng. Ta cần 20 chiếc xe. Ờ, 19 chiếc thôi, 19 chiếc. Bậy, 20 chứ không phải 19. Dạ không, em kêu nó tới 19 với em nữa là 20. Chứ lỡ nó tới 20 anh bỏ em sao anh? Đúng, đúng. Dạ, anh dạ. Hứa không có bỏ rơi mày. Dạ, dạ. 20 chiếc. Ờ, chắc là đám cưới đám hỏi gì á. Người ta thích lạ mà. Ờ, vậy nghe. Rồi, 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 rồi. Anh. Sao? 15 phút nữa. 15 phút nữa tới phải không? Dạ đúng rồi. Chờ anh chút mình kêu bạn anh. Dạ em chờ. Trung anh ơi. Vậy khỏe rồi. Ui gặp gì đâu không. Bây giờ là ok rồi đó. Alo. Mày hả? Ừ. Đang ở đâu? À ở còn ở quán bà Ba Mập phải không? Được rồi ở đó chờ ra ha. 15 phút nữa tao kéo 15 thằng chơi khô máy mày luôn. Sao? Tao là giang hồ đổ máu chứ không đổ lệ. Thấy chưa? Mày không tin tao cái gì? Hả? Nói chuyện với đàn em tao nè. Nói chuyện đi. Nói. Alo. Dạ đúng rồi. À, em à, em ảnh à. Bên em hả? Bên em 20 thằng. Sao anh? Ủa bên anh có 15 thằng hả? Chợ 15 thằng kêu 20 chi trời. Tốn tiền. Sao? À, Nam Nhi Đại Trung Phu hả? Dạ, giang hồ đổ máu không đổ đổ lệ. Dạ, không muốn chơi sao chơi à? Dạ, quýnh chết mẹ em hả?
Ủa anh sao sao tự nhiên ông đòi quýnh chính mẹ em à? Mày biết đi đâu không? Đi đâu? Đi chém lộn chứ đi đâu? Cái gì? À, à anh treo xe ôm tới rặn chém lộn với người ta. Chứ sao? À, anh rảnh quá. Tự nhiên sao đi chém lộn mắc mớ gây chuyện người ta chứ? Nó xúc phạm anh. Nó làm gì xúc phạm anh? Nó đang ngồi trong quán bà Ba Mập. Anh đi bộ tới, anh gặp anh lịch sự, anh giơ tay anh chào nó. Nó không chào lại thôi. À mà con nhìn anh nó làm gì nè. Mà kế anh có con chó. Em không hiểu hả? Anh đứng ra ha. Con chó kế bên. Chó kế bên, nó làm gì nè. Thầy ghét không? Ai vậy? Thằng Bảy Lé. Nó nhìn anh nè. Mà nó chửi anh là chó không? Xúc phạm anh. Anh, em nói anh nghe nè. Anh ơi, có thể là có sự hiểu lầm gì không? Không hiểu lầm gì chắc á. Anh điện thoại cho cái người đó em nói chuyện được không? Được rồi. Dạ, coi chừng hiểu lầm. Tao kết mày rồi đó. Dạ. Ừ. Nói đi. À, ông tên gì? Bảy Lé. À. Alo. À, anh Bảy Lé, anh Bảy Lé. Em lên xe ôm. Hả, đàn em của ai hả? Đàn em của ai? Tài chó điên. Đàn em của Tài chó điên. Mà có chuyện gì không anh Bảy Lé ơi? Tại hả sao? Anh ghét ai kêu anh Bảy Lé lắm hả? Em xin lỗi anh, tại em đâu biết tên. Tại anh Tài nói vậy á. Anh Tài nói anh tên Bảy Lé, em mới nói là tên Bảy Lé chứ. Mà em hỏi thiệt anh có lé không? Ủa có lé thiệt luôn hả? Thì anh lé, người ta kêu lé chứ có gì đâu, đâu sao đâu. Cái đó đâu có gì đâu. Cái đó giống như từ chơi, nói chơi mà. Lâu thì mình lé, nói mình lé chứ có gì đâu. Thì giống như nếu mà mình lé thì mình chấp nhận mình lé đúng không? Mà anh chết mẹ, ổng lên 30 thằng rồi. Cái gì? Ông nói ông ghét ai kêu ông lé, xong rồi em cứ lé. Em lên 10 lần lé, cầm lên 10 lần. Thằng này lâu cá thiệt. Ê, Bảy Lé. Mày, cái gì? Mày lên 31 thằng hả? Tao nói chuyện với thằng em thôi rồi, mày tính ra mày. Mày chết hả? Được rồi, ở đây đi. 31 thằng hả? Yên tâm, 31 thằng không thành vấn đề. Mày kêu cho anh thêm 20 thằng nữa, mình kéo 4 thằng ba chơi 31 thằng đó. Anh ơi, xe ôm đâu nhiều dữ rồi. Kêu đi. Chết rồi. Nãy gặp thằng điên, bây giờ gặp thêm con chó điên này nữa. Chết tôi. Xui vô quỷ. Đi không coi ngày luôn. Alo. Dũng ơi Dũng. Kêu ông tao 20 thằng nữa đi. Đi chém lộn. Ai biết. Hả, sao mày chửi tao rảnh? Hả, tụi bay bận hết rồi hả? À, vậy thôi để tao giải quyết cho. Nhắn với má tao là xuân này con không về nha. Sao? Anh ơi, xin lỗi anh. Xin lỗi gì? Bạn em bận hết rồi. Cái gì? Bận hết. Tụi bận cái gì? Bận hết rồi. À, tại vì lễ mà à. À, thành thử đứa chở má nó đi coi bóng đá. Ừ. Đứa chở chị nó đi siêu thị. À. Đứa chở anh nó đi đá banh. À. Đứa chở chú nó đi bú. Cái gì? Đó. Cái gì? Chú nó đi xà thú. À. Đứa chở bà vú đi cho con nó bú. Bận hết. Mày đừng có xạo nha. Bận thiệt không? Bận thiệt rồi, hết rồi. Mày léo mép lên nha mày. Không thiệt bận. Nói hồi dám mày nói là tao dẫn con đi lượm lon lắm à. Hả? Không có. Hay là mày dẫn tao đi mua dép Lào? À, không có. Bận hết rồi. À, bận anh... thiệt không? Dạ anh đi kêu khác đi nha. Ừ, được rồi. Tao tính gì? À, hay là... Được rồi, cho tao chút. À. Tao không bỏ rơi mày đâu. Nãy vô tao thấy mày, tao kết mày rồi đó. À, em lại anh bỏ rồi em đi. Không, mày nói gì tao tự ái nha mày. À, thôi. Nghe, không được nói vậy. Dạ, anh đừng... buồn đó. Dạ, anh đừng cắn em là được rồi. Không biết có ngày nữa anh. Alo. Không biết có hôm nay. Alo. À, mày é hả? Tao nói é chứ phải lé nha mày. Mày lên 30 mấy thằng hả? Được rồi,
Mày ba mấy thằng như mày á, ở đó chờ đi. Một lát tao với đàn em tao qua chơi hết tụi bay, chơi khô máu tay luôn. Vậy đi. Ai mà chơi? Có ai làm mà chơi? Anh với mày. Hai thằng chơi ba mươi mấy thằng đó luôn. Em có đi học. Sao? Hồi xưa cô em nói là số 2 á, nó nhỏ thua số 30 mấy, 10 mấy lần á. Mày nhát quá, mày cứ nghe lời anh mày. Lấy xe, chở tao đi. Anh ơi. Mày làm cái gì vậy? Máy xe chưa nổ là em đã nổ trước nó rồi. Ôi mày nhát quá thì không biết nữa. Bây giờ đổi cách khác đi anh, chơi kiểu này chết em rồi. Thôi được rồi, để anh tính chưa. Bây giờ vậy, anh sẽ kêu đàn em tới tăng cường. Dạ dạ được á. Trong thời gian chờ đợi. Dạ. Mày lấy chiếc xe. Dạ. Chạy qua quán bà Ba Mập. Dạ. Mày vô mày chỉ mặt từng thằng. Mày chỉ mặt 31 thằng đó. Rồi mày chỉ thẳng nhặt thằng Bảy Lé. Mày nói tao linh xe ôm, đàn em của Tài Châu Điên, một mình tao chấp hết. Đi đi. Bây giờ em qua quán bà Ba Mập. Ừ. Em chỉ vô mặt từng thằng. Ừ. Em sẽ hô to lên là tao là thằng linh xe ôm. Ừ. Em của thằng Tài Châu Điên, một mình tao chấp hết. Anh ơi, tụi nó mẻ dao hết. Nó chém em mẻ dao hết. Trước khi anh đi, có gì anh cho em biết bữa nay ngày mấy. Chứ vậy? Để ba má em biết làm đám giỗ. Ôi, bây giờ mày chém lộn mà mày nhát có vậy? Không, em cái máu em nhát lắm. Bây giờ vậy nè, em chỉ anh. Sao? Bây giờ để em đứng đây em chờ đàn em anh cho. À. Rồi anh qua bên quán bà Ba Mập trước đi. Rồi sao? Xong rồi anh chỉ vô mặt từng thằng. Mặt anh giữ anh. Anh phải giữ anh. Ừ. Giữ như con chó vậy đó. À, tao là thằng Tài Tố Đen. À. Đàn em của thằng Linh Xe Ôm. À, đàn anh? À, đàn anh của Linh Xe Ôm. Một mình tao chấp hết. Rồi cho địa chỉ nhà ba má anh. Chị vậy? Em sẽ dẫn hai ông bà đi hốt cốt anh. Tại vì cốt của anh nó không nằm một chỗ mà nó sẽ văng mỗi nơi mỗi khúc. Chỉ có một mình em nhớ mà thôi. Mày giỡn mặt hả mày? Giỡn mặt cái gì? Ừ? Bây giờ mày chơi không? Ừ? Mày chơi với tao luôn nè. Má tao không quýnh mày, tao con mày đó. Mày chơi không? Cái gì vậy? Mày chơi với tao không? Hả? À, mày ăn no mày rửng mỡ hả? Cái gì mày điên hả mày? Người ta nhìn lầm con chó, người ta kêu con chó mắc mớ tới mày. Hả? À, mắc mớ tới mày, mày nổi xung mày đòi quýnh người ta. Hả? À, giờ mày chơi với tao không? Tao đập mày luôn hả? À. Thôi mà. Thà tao chết ở đây cho tao đủ ngu tới đặng cho nó chém mỗi nơi mỗi khúc. Thôi. Đồ khùng. Thôi bình tĩnh lại đi. Tại vì nãy tao nói thiệt cái mày á, tao đi trên đường gặp nó, tao thử nó không phải là giang hồ, tao mới hù đó thôi. Ừ. À, nhưng mà giờ mày nói vậy thì tao tỉnh ngộ rồi. Tao sẽ hứa là tao bỏ qua chuyện đó. Mày đặt à. Không phải là giang hồ, thôi đi mày đặt hăng máu làm gì. Mày ăn no cho mập rồi mỡ mày dư rồi mày thừa rồi mày lên máu rồi mày sung hả? Mày đặt mày đi lấy số cho người ta. Mày lấy số không tao đưa cho, cái số chạy hòm kìa. Thôi, được rồi, thôi bỏ qua ha. Ừ. Được rồi, thôi, bây giờ... Đi đi, cho ta làm ăn. Rồi, cảm ơn nha. Chứ gì đâu, bực mình, tưởng nó trúng cái khách xịn, cuối cùng đồ tàu lao. Cái gì? Đi thật đâu? Đi đâu? Là đem kiếm chết chết mẹ này cho tao. Thằng nào? Thằng đàn em của thằng Bảy Lé. Hôm nay tao gặp tao chào, tao lịch sự, xin lỗi đó. Nó không bỏ qua, nó còn cười khi dễ tao mày. Nó cười sao? Nó là đứa nào? Thằng Chính Hồ. Mất dạy, người ta hô kệ cha ra đây. Mất mới ảnh hưởng tới mày. Mày muốn lấy số nữa hả? Tao dẫm mày luôn đó. Thôi 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 đi. Mày đi nhanh vậy. Cho hỏi một câu được không? Mày đi đi nha, mày hỏi câu gì? Hết chưa? Hết rồi. Chào khán giả đi rồi vô.
Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và thay mặt cho Khoa Nguyễn và anh Chí Tài gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị.